chuyên gia châu Á đua nhau nhận định sớm kết quả trận U23 Việt Nam với UAE, cảnh báo ông Tuchel điều bất ngờ. Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và UAE rạng sáng ngày 26 tháng 3, giới chuyên môn trong nước cảnh báo đội bóng của ông Tuchel tránh lặp lại những sai lầm từng xảy ra ở trận đấu trước. Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng, bàn về kết quả ở một giải đấu, trận đấu mang tính chất thử nghiệm không thật sự phù hợp. Thay vào đó, hãy nhìn cầu thủ thể hiện ra sao khi đặt vào hệ thống chiến thuật của ông Tuchel. Tôi đánh giá cao U23 Việt Nam đã chơi tốt trước khi Tiến Long bị thẻ đỏ, thể hiện rõ được ý đồ của vị huấn luyện viên trưởng. Việc mất người sớm khiến cho các cầu thủ trẻ không duy trì được thế trận đủ chắc chắn, nhất là khi ông Tuchel vẫn muốn thực hiện các phương án tấn công thay vì có cụm phòng ngự. Theo tôi, đây cũng là bài test cho khả năng thích ứng của các cầu thủ trong tình huống khó khăn, ông phân tích. Vị huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng có cùng quan điểm tương tự và nhận định, nếu không mất người sớm vì một sai lầm nơi hàng thủ, U23 Việt Nam có thể chơi tốt hơn. Dù vậy, vị thuyền trưởng từng vô địch V-League cùng với câu lạc bộ Quảng Nam cũng đánh giá U23 Việt Nam vẫn còn nhiều sai số. Những tình huống truyền ngang thiếu lực của Phan Tuấn Tài đã bị đối phương bất bài, buộc Tiến Long đã phải phạm lỗi rồi nhận thẻ đỏ. Hay nói về những tình huống về phòng ngự, dù chúng ta đồng quân xấu hơn nhưng khả năng tranh chấp và bọc lót chưa hiệu quả. Có thể thấy rõ điểm trừ này ở cả ba bàn thua, các hậu vệ chơi khá lúng túng để cho đối phương chiếm lợi thế. Mặc dù vậy, ông Phúc vẫn lưu ý, các cầu thủ đa phần chưa được chơi bóng đỉnh cao, lại mới có 3 tuần làm quen với vị huấn luyện trưởng nên vẫn còn bỡ ngỡ. Hy vọng từ bài học Iraq, ban huấn luyện sẽ có những điều chỉnh, những phương pháp thật sự chiến thuật cụ thể hơn để chúng ta xử lý tốt hơn các tình huống nêu trên. Bình luận viên Quang Huy cũng nhấn mạnh, người hâm mộ cũng không nên quá khắt khe với đội tuyển Việt Nam. Trước trận U23 Việt Nam và UAE, cựu chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF, ông Dương Vũ Lâm đã nói, thật ra bóng đá UAE trong những năm gần đây không quá chênh lệch so với bóng đá Việt Nam. Ở cấp độ U23, họ càng không nhỉnh hơn đáng kể so với lứa U23 của chúng ta. Tôi cho rằng, trước UAE, đội bóng của ông Tuchel có cửa hòa. Dĩ nhiên chúng ta đã thắng đối thủ vào lúc này thì hơi khó, nhưng hòa là khả năng trong tầm tay. Vấn đề chính của Việt Nam là chúng ta sẽ đá như thế nào trong trận thứ hai. Cựu phó chủ tịch chuyên trách, chuyên môn của bóng đá Liên đoàn Việt Nam đã phân tích. Ông đã chia sẻ, đúng là Việt Nam sẽ mất tới 2 người trong trận đấu tới với Iraq khiến lối chơi của toàn đội bị phá sản. Nhưng vì sao lại có 2 thẻ đỏ nói trên? Theo tôi, những thẻ đỏ ấy phản ánh sự thiếu an toàn của hàng hậu vệ. Các hậu vệ đã thi đấu tự phát, một hàng thủ rối rắm, họ mắc khá nhiều lỗi và họ phạm nhiều điều tối kỵ trong bóng đá hiện đại. Đó là phạm lỗi liên tục trước khu vực 16m50 của đội chủ nhà, lại toàn là những lỗi nguy hiểm, thô bạo. Chính lối chơi thiếu an toàn và có phần thô bạo nói trên, theo ông Vũ Lâm, chúng ta đã tự đẩy Việt Nam vào thế khó. Điều này không thay đổi, một đội bóng của ông Tuchel sẽ có thể gặp khó trước UAE. Dù vậy, ông Lâm tin rằng trong trận đấu tới, toàn đội sẽ chơi tốt hơn sau khi các thành viên của đội đã rút kinh nghiệm. Thật ra nhiều cầu thủ đã chơi tốt ở giải U23 châu Á năm ngoái. Một số khác thể hiện ấn tượng tại giải U20 châu Á cùng với vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, tức là họ không thiếu triển vọng. Đúng là thể lực của các cầu thủ trong trận đấu chưa tốt, có lẽ chưa đạt điểm rơi phong độ, cũng chưa quen với múi giờ. Nhưng nếu điều chỉnh lại cách thi đấu trong trận thứ hai, chúng ta sẽ cải thiện hơn. Theo quan điểm của ông Lâm, các đội bóng Tây Á nói chung và bóng đá UAE nói riêng cũng có cùng quan điểm e dè với các đại diện bóng đá Việt Nam trong vài năm tới đây. Sau khi chúng ta đã tạo ra được nhiều điều bất ngờ, tự tin để thể hiện tốt về năng lực của bản thân. Sau trận thua Iraq, Việt Nam đã nhận nhiều chỉ trích từ các cổ động viên, đặc biệt là cổ động viên nước nhà. Cũng đúng thôi, bởi vì bình luận viên Ngô Quang Tùng chia sẻ, người hâm mộ Việt Nam có văn hóa chiến thắng, yêu chiến thắng và ghét thất bại. Nói cách khác, chỉ qua một trận đấu thì chúng ta đã nhận diện được văn hóa của bóng đá Việt Nam. Thật khập khiễng khi mà so sánh dưới quyền của ông Tuchel với ông Park Hang-seo. Tuy nhiên, vẫn cần đưa ra những gạch đầu dòng để có cái nhìn chính xác nhất và công bằng nhất. Ở thời điểm giải châu Á 2018, rất nhiều học trò của ông Park đã có thâm niên thi đấu ở V-League. Trong khi đó, U23 Việt Nam tham dự U23 quốc tế 2023 chỉ có khoảng 3 cầu thủ xuất hiện ở V-League. Văn Khang là cái tên được kỳ vọng là nhạc trưởng của U23 Việt Nam, thậm chí còn chưa chơi nổi là 90 phút, hít thở bầu không khí V-League. Chỉ riêng chi tiết này cho thấy ông Tuchel đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng nhìn xa hơn, nó cũng chỉ là một thực tế rằng đội tuyển muốn mạnh thì trước hết các cầu thủ cần được chơi bóng chuyên nghiệp tại giải vô địch quốc gia. Chẳng phải bỗng dưng mà ông Park Hang-seo liên tục than phiền về việc thiếu các tiền đạo Việt Nam không được dụng lại V-League.
Nếu coi đội tuyển là phần ngọn thì giải vô địch quốc gia là phần gốc của mỗi nền bóng đá. Trong những năm gần đây, các đội bóng V-League đã chú trọng hơn với việc sử dụng cầu thủ trẻ, nhưng việc làm này diễn ra thiếu đồng bộ và quy mô còn hạn chế, từ đó dẫn tới việc đội U23 Việt Nam thiếu kinh nghiệm thi đấu. Kinh nghiệm là điều huấn luyện viên không thể truyền đạt cho học trò mà bắt buộc cần phải trải qua quá trình thi đấu, tích lũy từ thực tế. Chính bởi vậy, khi nói về màn trình diễn kém thuyết phục của Việt Nam, xin đừng đổ lỗi hết cho các cầu thủ hay ông Trichier. Nhận trận thua 0-3 thất vọng nhưng không phải là thảm họa hay mất niềm tin. Thời gian ông làm việc quá ngắn tại giải đấu để ông có thể tìm ra một đội hình cho SEA Games. Trận thua Iraq chưa ảnh hưởng tới mục tiêu mà U23 Việt Nam hướng tới, bởi giải đấu lần này chính là một bước đệm trong quá trình chuẩn bị SEA Games. Trận đấu với Iraq là trận đấu quốc tế đầu tiên của chúng ta và đối thủ lại là một đội bóng có trình độ cao. Đương nhiên là chúng ta sẽ gặp khó khăn. Điều quan trọng là sau thất bại chúng ta sẽ phải chơi tốt hơn, tiến bộ hơn. Do vậy các bạn cần phải suy nghĩ một cách tích cực. Chúng ta nên kiên nhẫn và chờ đợi ông Trichier mang tới những hướng tích cực cho bóng đá Việt Nam. Một vài trận đấu bắt đầu thì chưa thể bộc lộ hết triết lý. Ông cũng đã từng chia sẻ đấu pháp. Với tôi, phòng ngự phản công chỉ là một phần của bóng đá. Chúng ta có thể áp dụng chiến thuật này nhưng tùy thuộc vào đối thủ và hoàn cảnh. Những trận đấu ở cấp độ châu Á thì chúng ta đối đầu với các đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc có thể phỏng đoán là kiểm soát bóng 30-40%. Nhưng phải có một đấu pháp thiên về phòng ngự phản công nhiều hơn. Đối với đối thủ đẳng cấp trong Đông Nam Á chẳng hạn thì đương nhiên chúng ta sẽ phải đánh giá lại, có thể kiểm soát bóng vượt trội hoàn toàn. Lúc có triết lý của tôi thì tôi muốn áp dụng kiểu kiểm soát bóng, có nhịp chơi hợp lý, không nhất thiết lúc nào cũng phải tấn công nhanh mà có thể có nhịp bóng nhanh tùy chậm hoàn cảnh, làm thế nào để không bị mất bóng một cách dễ dàng. Với một triết lý bóng đá mới như ông Trichier, hy vọng thời gian làm việc của ông với bóng đá Việt Nam sẽ có những bước tiến vượt bậc.